Thưa quý vị, trận đánh cứ điểm Lệ Sơn vào năm 1952 với tinh thần quyết tâm của bộ đội, sự góp sức của đảng bộ và nhân dân hai xã Hòa Tiến, Hòa Khương thuộc huyện Hòa Vang đã góp phần làm nên chiến thắng hào hùng. Trận chiến đấu này sống mãi cùng non sông đất nước. Ông Lê Vĩnh Đề, chiến sĩ tiểu đoàn 59 thuộc trung đoàn 803 Liên Khu 5, hiện ở tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, năm nay dù đã 93 tuổi, Xong ông vẫn nhớ như in những ngày tháng tuổi trẻ, nhiệt huyết xông pha chiến đấu tại cứ điểm Lệ Sơn. Đêm ngày 18 tháng 9 năm 1952, tiểu đoàn 59 cùng các đơn vị tăng cường tiến công đồn Lệ Sơn. Dần dần đã dùng hàng trăm chiếc thuyền câu đưa bộ đội qua sông Yên, dẫn đường cho bộ đội bao vây tiến công đồn địch. Sau hơn một giờ chiến đấu ác liệt, tiểu đoàn 59 đã bắt sống tên đội tức ác ôn cùng nhiều tù binh đập tan hoàn toàn cứ điểm này mình là dân Quảng Nam, mình là là ở trong đường du lực, ở du lịch quê liên khu, ở trong bình định phú yên, mà ra đây một mấy năm đi, kinh dịch đi ra được cái này, rồi về rồi quay về, dân dân toàn cái đồ quế thắm, phải tiêu diệt là cái cảnh cổ mi nhất. Với những giá trị lịch sử ý nghĩa như vậy, đầu năm 2001. Bia di tích chiến thắng Lệ Sơn tại thôn Lệ Sơn Bắc, xã Hòa Tiến đã được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đầu tư xây dựng, ghi dấu chiến công tiêu diệt đồn Lệ Sơn của trung đoàn 803 liên khu 5. Ngày 1 tháng 5 năm 2001, Ủy ban nhân dân thành phố đã quyết định công nhận bia di tích chiến thắng Lệ Sơn là di tích cấp thành phố. Vào năm 2017, Hội Cựu chiến binh xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang cũng nâng cấp bia di tích với tổng diện tích hơn 300 m2 với kinh phí gần 50 triệu đồng do cựu chiến binh Sao Hòa Tiến cùng chính quyền, đoàn thể và các nhà hảo tâm ủng hộ. Ngoài ra hàng năm, Hội cựu chiến binh Sao Hòa Tiến cũng có nhiều hoạt động nhằm giữ gìn di tích chiến thắng đồn lệ sơn. Vào dịp lễ Tết, nhắc là ngày 27 tháng 7, thì Hội cựu chiến binh tổ chức phối hợp với đoàn là vừa kể chức làm đẹp, đó là dọn khó phát quang trước đây tôi là làm là mới cái cái trồng hoa là mới cái 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 bi tích bên cạnh đó thì kể chuyện cho các học sinh các trường tiểu học ở trên địa bàn xã đến nghe lại cái câu chuyện của năm xưa các lão thành cách mạng đã chiến đấu nơi đây năm 2022 nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng lệ sơn ủy ban nhân dân thành phố cũng đã thực hiện trùng tu di tích này nhằm giáo dục truyền thống cách mạng của cha ông cho các thế hệ mai sau